số phòng cháy. Tiếng chuông điện thoại đổ dồn từ phòng trực ban của cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Lâm Đồng. Bằng biện pháp nghiệp vụ, các chiến sĩ trực ban xác định đây là thông tin chính xác. Sau vài thao tác nghiệp vụ, thông tin báo cháy đã được triển khai đến ban giám đốc, đơn vị phòng cháy chữa cháy khu vực và các phòng chức năng của đơn vị. Ở đơn vị phòng cháy chữa cháy khu vực, sau tiếng cảnh tập trung, cán bộ chiến sĩ đã lên đường. Chỉ vài phút sau, họ đã có mặt tại đám cháy với đầy đủ các dụng cụ và phương tiện cứu hỏa, cứu hộ. Khi mình nhận được cái tin báo cháy thì mình phải xử lý tin báo cháy, coi tin báo cháy đó là thật hay là giả, rồi người báo cháy ở đâu, cháy chất cháy là cái gì, xong rồi mình sẽ báo cho các phòng khu vực có liên quan để xuất xe kịp thời đến đám cháy và báo cho các đồng chí quay phim trong cơ quan và các đồng chí giám đốc được biết. Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 1 lực lượng còn mỏng, cơ sở vật chất, phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ còn khó khăn thiếu thốn. Nhưng trong những năm qua, họ luôn vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với phương châm, lấy phòng ngừa là chính, đơn vị luôn triển khai đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn, tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở trọng điểm về cháy nổ, tuyên truyền đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhờ đó mà tình hình cháy nổ trên địa bàn đã được hạn chế đến mức tối đa. Công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu thì luôn đảm bảo 24 giờ/24 giờ. Khi có sự cố cháy nổ xảy ra thì cán bộ chiến sĩ đều tham gia nhiệt tình, hăng hái. Mặc dù là có gặp những khó khăn gian khổ nhưng mà cán bộ chiến sĩ vẫn không ngại đương đầu với những khó khăn đó để là vào cứu chữa đám cháy, cứu được cho người dân và làm niềm vui, hạnh phúc cho mọi người dân. Theo cảnh sát phòng cháy chữa cháy Lâm Đồng, tính từ năm 2016 đến nay, tình hình cháy nổ trên địa bàn toàn tỉnh tăng về số vụ cũng như mức độ thiệt hại. Nguyên nhân chính dẫn đến cháy nhà dân chủ yếu là do thiếu ý thức về công tác phòng cháy chữa cháy của hộ gia đình và từng người dân chưa cao. Do chủ quan trong việc sử dụng thiết bị điện, nguồn lửa trong sinh hoạt dẫn đến cháy nổ. Để góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra, lực lượng phòng cháy chữa cháy Lâm Đồng đã khẩn trương tranh thủ từng phút để đến hiện trường vụ cháy. Trong thời gian qua, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 1 đã tăng cường công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu để khi có cháy nổ xảy ra thì đơn vị xuất quân tham gia chữa cháy kịp thời và hiệu quả, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Trong thời gian qua thì đơn vị đã tham gia chữa cháy một số vụ điển hình và ví dụ như vụ chữa cháy ở khách sạn Bavico hoặc là khách sạn Tân Thanh và một số vụ cháy mang tính chất phức tạp khác. Từ kết quả thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài cái công tác đó thì chủ đơn vị cũng đã phối kết hợp giữa các lực lượng, các đơn vị ở các cơ sở để tổ chức thực tập phương án chữa cháy để cán bộ chiến sĩ có điều kiện tiếp cận thực tế tình hình cũng như diễn biến phức tạp của đám cháy và có khả năng cứu chữa kịp thời. Tuy nhiên, có một thực tế hiện nay, một số người dân thiếu ý thức gọi điện hoang báo, quấy rối, chọc phá làm ảnh hưởng rất lớn đến quá trình tiến hành xử lý các tin báo liên quan đến tính mạng, tài sản con người và tình hình an ninh trật tự. Hàng ngày, trung tâm nhận báo cháy của cảnh sát phòng cháy và chữa cháy của Lâm Đồng cũng phải tiếp nhận hàng trăm cuộc gọi đến. Trong đó, các thông tin về sự cố gần như chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Còn lại trên 50% là những cuộc gọi quấy rối, có lời lẽ xúc phạm, gây phiền hà của đủ mọi tầng lớp, lứa tuổi trong xã hội. Theo thống kê, đã có hàng trăm chuyến xuất xe để đến các địa điểm có cháy. Tuy nhiên, với những thông tin báo cháy giả đã gây nên sự lãng phí không đáng có và thiệt hại về ngân sách và làm giảm khả năng thường trực sẵn sàng chữa cháy của người lính chữa cháy. Đêm hôm thì nói chung là phá nhiều các số điện thoại lạ, rồi nói chung là những công việc không liên quan thường thường gọi đến chọc phá rồi chửi bậy, thì tất cả cán bộ chiến sĩ trực ban đều xử lý rất chi là niềm nở và không có vấn đề gì, vẫn cứ nhiệt tình trả lời rồi hướng dẫn người ta. Đây không phải là số điện thoại chọc phá hay là nên nọ mà là số 114 để báo cháy. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, góp phần bảo vệ cuộc sống yên bình cho người dân, những người lính cứu hỏa trên mặt trận đấu tranh với giặc lửa đã không ngừng rèn luyện bản lĩnh ý chí, luôn trong tư thế sẵn sàng nhận lệnh, khẩn trương triển khai và nhanh chóng xuất phát. Tuy vậy, để chữa cháy kịp thời, người dân cần thông tin chính xác khu vực, địa điểm cháy, tránh hoang báo tin cháy giả,
ảnh hưởng đến quá trình tiếp nhận và xử lý tin báo liên quan đến tính mạng, tài sản con người và tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Mặc dù ở ngay bên cạnh công trình giếng khoan được đầu tư khoảng 700 triệu đồng, nhưng gia đình bà Ca Rộp ở xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm cũng phải dùng nước giếng đào để sinh hoạt. Và không khó bắt gặp những hình ảnh người dân phải sử dụng giếng đào không hợp vệ sinh ngay bên cạnh những công trình nước tập trung được đầu tư với nguồn kinh phí lớn như thế này.